đoàn DKSH ra mắt trung tâm thí nghiệm thiết bị khoa học tại trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh nhằm mục đích đẩy mạnh mảng kinh doanh thiết bị công nghệ của tập đoàn tại Việt Nam. Trung tâm được trang bị với rất nhiều công nghệ và thiết bị phân tích tiên tiến nhất hiện nay đến từ các thương hiệu hàng đầu như Agilent, Morvan, Bergy, Lika, cho phép thực hiện những thí nghiệm thực tiễn, trải nghiệm sản phẩm, ứng dụng kỹ thuật, kiểm tra mẫu, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển cũng như đào tạo kỹ thuật. Tại sự kiện, đại diện DKSH chia sẻ những xu hướng thiết bị công nghệ mới nhất, đồng thời thực hiện một số trải nghiệm trên các thiết bị khoa học. Đến tham dự buổi lễ còn có rất nhiều đại diện lớn đến từ các tập đoàn, từ ngành dược phẩm, thực phẩm, thí nghiệm thương mại, bao bì, xi măng, khai thác mỏ, khoáng sản, sơn vẽ và các trường đại học. Đây là một cột mốc quan trọng đánh dấu hành trình trở thành nhà cung cấp giải pháp khoa học công nghệ toàn diện tại Việt Nam, mang lại cuộc sống đầy đủ cho mỗi cá nhân. Với thiết bị cao cấp cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, Trung tâm Thí nghiệm Thiết bị Khoa học hứa hẹn sẽ đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về giải pháp công nghệ khoa học tại thị trường đang phát triển như Việt Nam. DKSH, the number one in market expansion services.